Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tướng cướp thủ hiếu. Có một tướng cướp cải ác hướng thiện, thành hiếu tử. Người này vì thôn làng mà cắt thịt tế trời. Tuy hành động có vẻ ngu si, nhưng vì phát xuất từ lòng thành nên đã cảm động trời đất. Chẳng bao lâu, sau cơn mưa trời lại sáng, chứng tỏ người giữ chỉ cần đổi tâm hướng thiện thì như người thiện không khác. Chuyện buông đao xuống tức có thể thành Phật đây là một ví dụ cụ thể nhất. Hòa thượng kể: Một, bị thương, sám hối và thủ hiếu. Ở trong làng Đông Bắc, tôi có một người bạn chí thiết là đạo hữu tri kỷ. Anh ấy và tôi là người đồng đạo. Đồng đạo như thế nào? Vì khi còn tại gia, tôi thủ hiếu bên mộ mẹ tôi. Anh ấy cũng vì mẹ mà thủ hiếu. Nhưng anh ta và tôi không giống nhau ở điểm nào. Lúc chưa thủ hiếu, anh đã từng là một tướng cướp, đi đánh cướp khắp mọi nơi. Có một lần, anh đi ăn cướp tiền bạc của người, bị người ta bắn ở cánh tay bị thương. Vết thương được trị hơn nửa năm vẫn không lành. Anh ta nghĩ rằng, người ta lấy súng bắn tôi, nếu như họ bắn tôi chết thì có phải là tôi đã không còn mạng sống nữa rồi. Tôi làm tướng cướp giật đồ của người, hiện nay bị thương kéo dài lâu như vậy, đây nhất định là tội nghiệp của tôi quá nặng nề đi. Lúc đó anh ta khởi niệm sám hối, do đó anh ta phát nguyện, nếu trong một tuần lễ nữa mà vết thương này lành, tôi nguyện đến thủ hiếu bên mộ cha mẹ tôi, không làm ăn cướp nữa. Lạ thay, chẳng mấy ngày sau, vết thương của anh ta lành hẳn, và anh ta không nuốt lời hứa, thật sự đến thủ hiếu bên mộ của cha mẹ anh ta. Sao gọi là thủ hiếu? Đó là con cái không nỡ rời xa cha mẹ. Tuy rằng cha mẹ đã mất, nhưng người con vẫn ở một bên, giữ gìn phần mộ cha mẹ mình. Đó gọi là thủ hiếu. Người sống giữ gìn người quá cố như vậy, tuy không có ý nghĩa gì, nhưng nếu các vị làm được, tức sẽ có ý nghĩa. Vì việc này không dễ gì làm được. Ngày ngày ở đó, các vị không làm gì cả, chỉ giữ gìn mộ một ngày, hai ngày thì dễ, nhưng giữ đến ba năm, đa số người ta không thể hy sinh một thời gian dài như vậy. Người lớn, đứng tuổi, tâm tánh có chút định lực, thủ hiếu ba năm, thậm chí 6 năm cũng không sao, nhưng người trẻ tuổi không dễ làm được. Đừng nói ai, tôi đây ban đầu ngồi bên mộ, không ai bên cạnh, tôi cũng biết đó là việc rất khổ sở. Lúc đó anh ta mới 21 tuổi, lại là một tên cướp, vậy mà phát tâm thủ hiếu, đó là việc không dễ làm. Lúc chưa thủ hiếu, anh ấy theo một vị sư phụ, đó là thầy Trung Nhất. Thầy đặt tên cho anh ta là Vu Trí Huệ. Thầy này có chút thần thông, dạy anh ta cách ngồi thiền dụng công. Ngay lúc anh ta dụng công, các vị biết sao không? Có một con rồng lửa quấn quanh lưng anh ta ba vòng, nó thiêu đốt anh ta vừa đau vừa nóng. Đúng lúc nguy hiểm đó, sư phụ của anh đến hàng phục rồng lửa, cùng quy y cho nó. Về sau, nó là vị hộ pháp của Du Hiếu Tử. 2. Cắt thịt cúng trời giải nạn lục. Sau 2 năm rưỡi thủ hiếu, vào mùa hè, trời đổ mưa lớn lan tràn thành lục lội. Hiếu Tử nghĩ, nếu ruộng vườn đều bị ngập lụt, tức dân chúng sẽ không có gì ăn, vậy phải làm sao đây? Anh ta mới cầu cho tạnh mưa. Anh ta nói, nếu trong 3 ngày mà hết mưa, anh nguyện cắt thịt tế trời. Anh ta đã không biết gì về Phật Pháp, chỉ biết có trời. Lạ thay, 2 ngày rưỡi sau, trời bỗng ngừng mưa, nên anh ta phải thi hành theo thệ nguyện. Anh bèn lập đàn, mong trời phò hộ cho dân chúng mùa thu này được gặt hái tốt đẹp dồi dào. Anh đối trước Phật lấy dao cắt một miếng thịt lớn dưới ngực khoảng 1-2 lạng. Nhát dao thứ nhất cắt không đứt, anh lại cắn răng cắt thêm 1 dao nữa. Vì quá đau nên anh ta chết giấc,
máu chảy lên láng trên mặt đất nơi anh ngồi thiền. Không biết đã chảy bao nhiêu máu nữa. Người nhà đưa cơm đến, thấy anh nằm trên vũng máu, liền đi báo chính quyền ở huyện Song Thành. Huyện trưởng đích thân đến nơi, thấy anh ta tự cắt thịt mình, tưởng rằng anh ta điên rồ. Huyện trưởng hỏi lý do, anh ta đáp, vì đại chúng cầu trời nắng, cho nên mới tự cắt thịt mình cúng Phật cúng trời. Huyện trưởng nghe xong buộc miệng khen, anh quá sức tốt đi thôi. Từ đó, mọi người có ấn tượng đặc biệt với anh ta, họ đều nói, anh đúng là Bồ Tát, dám gì chúng tôi. Mọi người đây mà cắt thịt tế trời. Nhưng từ đó cũng rất nhiều phiền phức đến, vì mỗi ngày đều có nhiều người đến viếng thăm anh. 3. Chim nhỏ quấn quýt khuyên tạo đức. Không những người đến thăm anh, mà còn có chú chim nhỏ mỗi ngày bay lượn đến thăm. Chim này rất nhỏ, nhưng biết nói chuyện. Nó không nói nhiều, chỉ nói vài câu. Làm nhiều việc có đức, làm nhiều việc thiện đức, làm việc thiện đức tốt lắm. Ý bảo anh ấy nên làm nhiều việc thiện. Nó cũng giống như bạn thân của anh. Nó đậu trên đầu, trên vai và cả trên tai anh không chút sợ sệt. Cả ngày nó ở bên, xem anh ngồi thiền dụng công. Có khi cũng đùa giỡn với anh. Nhưng khi có người lạ tới là nó bay đi. Lúc khách ra về, nó mới trở lại đùa giỡn với anh. Trải qua 3 tuần, khi vết thương của anh lành rồi, thì chim cũng bay đi luôn. Không biết nó đã bay đi đâu, không còn ở bên anh ta nữa. Khi anh thủ hiếu 3 năm viên mãn, rất nhiều người mời anh đến hội đạo đức giảng dạy. Khi ấy, anh vẫn còn để râu tóc rất dài. Lúc bấy giờ, người Hoa, nhất là người trẻ tuổi, không ai để râu tóc dài. Chỉ có người thủ hiếu mới để tóc dài xõa tới vai, giống dân hippie thời nay vậy. Nhưng dân hippie thì nghiện thuốc phiện, còn anh ta không dùng thuốc phiện mà rất thanh tịnh. Anh ăn chay niệm Phật là giảng đạo đức. Anh ta giảng ở hội đạo đức có rất nhiều người tín thọ. Sau này anh hợp cùng với vài người bạn đồng đạo làm nghĩa vụ giúp đỡ mọi người. Vì sao phải để râu tóc dài? Đó là căn cứ trong Hiếu Kinh nói, thân thể, tóc, da do cha mẹ sinh ra không dám hủy hoại hay làm thương tổn, đó mới là bắt đầu của chữ Hiếu đấy. Nhưng tại sao anh ta lại cắt thịt trên thân thể mình để tế trời? Đó phải chăng là không hợp với đạo Hiếu? Không sai, đây là điều không phù hợp với Hiếu Đạo. Giả sử như cha mẹ của anh còn sống, nhìn thấy cảnh anh ta cắt thịt như vậy, thì không biết họ phải rơi bao nhiêu là nước mắt nữa. Còn như cha mẹ đã chết thành quỷ đi nữa, cũng lo âu không an lạc gì đâu. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Vì mưa liên miên không ngừng, nên anh ta vì dân chúng cầu trời tạnh mưa. Hơn nữa, vì anh ta không có đi học, nên cũng chẳng biết gì về vấn đề thân thể, tóc, da do cha mẹ tạo ra không dám hủy hoại hay làm thương tổn. Đó mới là bắt đầu của chữ Hiếu. Anh ta thủ hiếu là nghe người ta thường tán thán việc thủ hiếu, nên anh mới làm theo. 4. Tâm tâm tương ứng không nên lời. Lúc bấy giờ, anh ta nghe danh tôi cũng biết về anh ta. Tôi nghe nói có một người được gọi là Du Hiếu Tử. Anh ta cũng nghe nói là ở nơi đó có một vị thủ mộ cũng trẻ tuổi như anh. Nhưng tôi lại trẻ hơn anh ta. Anh ta 21 tuổi thủ hiếu, còn tôi 19 tuổi. Cả hai chúng tôi đều hâm mộ lẫn nhau và muốn gặp mặt nhau. Vì sao? Vì anh ta muốn gặp tôi. Bình thường anh ta rất cao ngạo như tôi 21 tuổi đã thủ hiếu rồi. Nay không ngờ lại có vị còn trẻ hơn anh ta đang thủ hiếu. Anh cho rằng như vậy là giỏi hơn anh rồi, nên anh ta mới muốn gặp tôi. Có một lần tôi đến hội đạo đức, lúc đó tôi đã cạo râu tóc. Tôi vừa gặp anh đã biết anh là ai, vì anh ta có râu tóc dài. Tôi nói, anh là Du Thiện Nhân phải không? Đa số người ta gọi người thủ hiếu là thiện nhân. Anh ta đáp, đúng rồi, còn anh là ai? Tôi đáp, anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh. Anh biết anh là ai,
Tôi không biết tôi là ai. Anh ta quá đỗi kinh ngạc bèn nói: Ồ anh... Nhiều người đứng chung quanh biết tôi nói: Anh ấy là... Hai anh giống nhau đó. Anh ta nghe nói trố mắt nhìn tôi, nhìn rồi lại nhìn, nhìn. Nhưng tôi không nhìn anh, tôi cũng không nói chuyện gì cả. Anh ta cũng không nói một lời nào. Có khoảng cả tiếng đồng hồ sau, anh hết chịu nổi mới thốt lời hỏi tôi: Anh từ đâu tới? Tôi nói: Tôi tới từ chỗ tôi đến. Anh ta cảm thấy rất kỳ quặc. Tôi hỏi anh ta: Anh đi đâu? Anh ta đáp: Tôi chẳng đi đâu cả. Tôi nói: Vậy sao anh lại hỏi tôi là từ đâu tới? Anh ta đến trước mặt tôi, bắt tay tôi. Hay đấy. Từ đó về sau, anh rất thân thiện với tôi. Các vị xem có lý thú không? Không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Đó là không đến cũng không đi, mà cũng là đến và cũng là đi. Đến từ chỗ đó đến, đi đến chỗ đó đi. Một trong 10 danh xưng của Đức Phật có một danh xưng là Như Lai. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi, đó gọi là Như Lai. Vì tôi nghiên cứu Kinh Kim Cang, anh ta tụng Kinh Kim Cang. Do đó, chúng tôi nói chút cơ phong, ngầm ý thiền vậy. Hai công án đối đáp của chúng tôi đã được anh truyền rao khắp nơi, là tôi và anh, hai người lúc ban đầu gặp nhau. Tôi và anh đều không nói chuyện. Kết quả, anh ta khởi vọng tưởng và hỏi tôi từ đâu đến. Lúc hỏi tôi như vậy, anh biết mình đã sai rồi. Vì sao? Vì mở miệng thì sai, khởi niệm tức trái. Phàm có tiếng nói đều vô thật nghĩa. Những gì nói ra đều không phải là cứu cánh. Pháp rốt ráo là không nói, cũng không truyền. Nên phải quán tưởng như vậy. Không có gì để nói, cũng không có gì để truyền. Chúng tôi gặp nhau không nói chuyện cả giờ đồng hồ. Vì sao? Vì không có gì đáng nói. Anh ta biết tôi biết anh ta. Tâm đối tâm hiểu ý nhau không cần nói, chỉ có thể hiểu nhau qua tâm ý, không thể truyền đạt bằng lời nói. Tôi đến Đài Loan Hoằng Pháp gặp Hòa Thượng Trái Cây Thủy Quả, tức lão Hòa Thượng Quảng Khâm, cũng có tâm trạng giống như vậy, là đối nhau không nói một lời. Tất cả đều ở chỗ không lời, chỉ dùng tâm linh hiểu biết nhau. Cho nên nói, tâm tâm tương ấn, cả hai thông đạt, không gì trở ngại. Như lão Hòa Thượng Trái Cây đã chứng sơ quả, tôi nhìn biết ngay. Còn các vị chỉ thấy dáng của lão Hòa Thượng như vậy chứ không nhận ra. Ha ha ha, 问什么的说